với cương vị là chủ tịch kiêm CEO tại Viện Thẩm mỹ Arena. Trang mong muốn chia sẻ những kiến thức chăm sóc da chuyên sâu cho tất cả các thí sinh, chắp cánh giấc mơ hoa hậu cho tất cả các bạn trẻ. Và hy vọng những cô gái khi bước ra khỏi cuộc thi, dù là ai thì cũng luôn bản lĩnh và trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Hy vọng với sự cổ vũ mạnh mẽ từ Trang và Arena, Trang mong muốn các thí sinh sẽ trau dồi thêm cho mình những kỹ năng cần thiết để bản thân mình có thể tỏa sáng hơn. Chúc cho tất cả các thí sinh luôn luôn tự tin và có một hành trình đầy ý nghĩa, chinh phục ngôi vương và mang đến một thông điệp đầy ý nghĩa, lan tỏa điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Hãy cùng Trang và Arena theo dõi hành trình chinh phục ngôi vương của tất cả các cô gái để cùng tìm ra xem ai sẽ là người mang về vẻ đẹp chân thiện mỹ, xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 và hoàn thành sứ mệnh tôn vinh quảng bá du lịch Việt Nam đến với thế giới. Chúng ta cùng cảm ơn sự đồng hành của Viện Thẩm mỹ Arena.